Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã có buổi tiếp Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng An Minh Sit đến thăm và trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng An Minh Sit bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc đã có nhiều phát triển. Ngài Tổng lãnh sự ấn tượng với những kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng thời gian qua và mong muốn dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để hai bên tiếp tục xúc tiến các hoạt động thương mại, du lịch. Dịp này, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã trao tặng dụng cụ y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Đà Nẵng với tổng giá trị 325 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ thiết thực của Hàn Quốc, góp phần để Đà Nẵng tiếp tục ứng phó hiệu quả với COVID-19. Cùng với sự hỗ trợ này, thì thời gian qua, Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam và Đà Nẵng cũng đã hưởng lợi từ sự giúp đỡ này. Để qua đó, độ bao phủ vaccine mũi 1 hiện đã hơn 99%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực.